Cách vía thần tài ngày mùng 10 tháng Giêng để có thật là nhiều tài lộc và thu hút tài lộc cả năm may mắn thì Như sẽ làm video này hướng dẫn cho tất cả mọi người ha. Có rất là nhiều bạn comment trong cái video của Như là chị Như ơi, hướng dẫn cách vía thần tài đi. Những cái năm mà em làm theo chị á, năm đó em rất là may mắn luôn, nhận được rất là nhiều lộc lá luôn. Thì hôm nay Như sẽ hướng dẫn lại cho những bạn đã làm rồi, cũng như là những bạn chưa biết thì mình cũng vào đây mình làm thử coi năm sau mình có may mắn không nha. Rồi, tại vì á là Như làm rất là nhiều video luôn cho nên video nó bị trôi rồi, các bạn không còn thấy nữa, rồi đôi khi các bạn quên cho nên các bạn yêu cầu Như hướng dẫn làm lại. Rồi, đầu tiên khi cúng vía thần tài, cái điều đầu tiên chúng ta phải lưu ý đó là cái giờ, cái khung giờ các bạn phải lựa giờ, đó là giờ hoàng đạo. Giờ hoàng đạo là như thế nào? Thì trong cái phần lịch đó nó sẽ có phần giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo, thì chúng ta lựa cái phần giờ hoàng đạo để chúng ta vía thần tài ngày hôm đó để nhận được nhiều may mắn, đó là theo phong thủy. Ví dụ như là anh Thiện nhà Như tuổi Thân thì Như sẽ lựa cái giờ hoàng đạo ngày hôm đó có là tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Thìn. Đó, ba tuổi đó là tam hợp với nhau, ngay giờ hoàng đạo nữa thì chắc chắn là phát tài phát lộc luôn. À, rồi ví dụ như ba tuổi tam hợp là Thân, Tý, Thìn nè, Hợi, Mẹo, Mùi nè, Dần, Ngọ, Tuất nè. Đó, rồi Tỵ, Dậu, Sửu, đó là những cái tuổi hợp mệnh với nhau. Chúng ta sẽ lựa khung giờ trùng khớp với tuổi của chúng ta, đó, trùng khớp với tuổi của gia chủ để chúng ta cúng và vía. Nhớ đặc biệt, dù cho mâm cỗ các bạn có đầy hay là đồ vật các bạn có nhiều như thế nào mà các bạn lựa khung giờ nó sai, các bạn lựa khung giờ nó xấu thì nó cũng không đem lại bất kỳ kết quả gì. À, có thờ có thiên, có kiên có lành, nhớ là phải theo phong thủy chút nha. Rồi, cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai nữa đó là khi chúng ta cúng thần tài thì phải có bông đồng tiền. Đây, bông đồng tiền ở đây Như lựa là ngũ sắc nè, ngũ sắc, nhớ nha, bông đồng tiền là ngũ sắc. Và nam á, nam đứng chủ gia thì cúng 7 bông, nữ đứng chủ gia thì cúng 9 bông. Ok chưa? Rồi, đầu tiên là bông. Về phần trái cây, đây trái cây. À, trái cây. Tại sao thường người ta nói là cúng trái cây là ngũ quả mà tại sao Như lại cúng 3 trái? 3 là tài nha. Cúng 3 trái thôi, cúng 3 loại quả thôi. Đó, xoài nè, mãng cầu, thanh long. Và đặc biệt là cúng là mọi người nhớ có thanh long. Thanh long để nó tốt ha. 3 quả thôi, 3 loại quả thôi. Đó, người ta hay nói là nhị lộc tam tài đó, là ông thần tài mình đó. Cho nên là cúng 3 quả thôi. Ok, rồi tiếp theo là phần bộ tam xanh. Hồi xưa Như cúng bộ tam xanh thì Như sẽ trứng, thịt ba rọi và tôm, đúng không? Nhưng mà thầy của Như nói với Như là không cúng tôm mà cúng cua. Tại sao lại cúng cua? Cua có cái cạc kẹp chắc, làm tới đâu chắc tới đó. À, cho nên mình cúng cua. Cho nên từ xưa đến giờ là Như đổi lại là Như cúng bộ tam xanh là cúng cua, trứng và thịt ba rọi. Rồi, ok ha. Cái thứ hai là bánh. Bánh thì mọi người tùy vào mọi người đặt bánh. Nhưng mà kể cả trong ngày khai trương hay là trong cái việc gọi là mở cửa hàng buôn bán, và đặc biệt là ngày vía thần tài, chúng ta hãy lựa những cái loại bánh nào mà nó đem lại may mắn thì hãy lựa những cái loại bánh mà bột nổi. Bột nổi là sao? Bột nổi là bánh bò là bột nổi nè, bánh bông lan là bột nổi nè. Đó, những cái loại bánh mà nó có bột nổi thì quan niệm là khi mà bột nổi là mình sẽ làm ăn nó nổi lên đó, rồi nó được nhiều may mắn. Cho nên Như cúng là thường bánh bông lan, bánh bò và những cái loại bánh bột nổi thôi. Đó, đây mọi người lưu ý ha. Đó, và đặc biệt là khi cúng ông thần tài, vía thần tài thì phải có một dĩa gạo, dĩa muối này. Rồi, ok. Và khi mà đồ cúng thần tài trong nhà ngày hôm đó không cho ai hết, đặc biệt nha, không cho ai hết, để cho nhà mình ăn, để cho những người thân trong gia đình mình ăn, không chia phần tài lộc thực tài này cho bất kỳ người ngoài nào hết nha. Một chậu nước cho Như, đây, một chậu nước cho Như. Nếu như các bạn có trang sức ngày hôm đó, các bạn có vàng bạc ngày hôm đó, các bạn để vào rửa, lấy vía rửa vàng ngày hôm đó ha, rửa tiền hiện kim gì đó trong hôm đó. Và nếu như gia chủ là nam đứng cúng thì ngắt 7 bông, 7 cánh hoa.
Bông Như đang ngắt là bông cát tường nha. 3 4 đó, 5 6 7. Còn nữ cúng thì ngắt 9 bông. Rồi ok nha mọi người. Và mọi người ơi, còn nữa đó là rượu và trà là không thể thiếu nha. Rượu và trà chúng ta rưới quanh nhà, gạo muối cất lên nhớ nha mọi người. Và còn một điều nữa đó là 680.000. Đây, 680.000 là lộc lộc phát nha. Thì 680.000 này khi mà chúng ta vía thần tài, chúng ta sẽ để trên bàn ông thần tài. Đó, và chúng ta sẽ để đến hết năm luôn. Cuối năm khi mà chúng ta dọn bàn thờ thần tài lại thì chúng ta sẽ lấy cái tiền này đi mua đồ cúng trong thần tài. Ha, nhớ ha mọi người ha. Đó, và Như cũng mong rằng là với những cái điều mà mình hướng dẫn sẽ giúp cho tất cả các bạn có một ngày vía thần tài thật sự là may mắn và cũng như đem lại nhiều cái điều hanh thông trong năm 2024, nhận được thật là nhiều lộc, thật là nhiều sự thịnh vượng và cũng như là phát tài phát lộc trong năm 2024. Các bạn nhớ nha, mâm cao cổ đầy không quan trọng bằng lựa giờ nha. Nhớ là lựa cái giờ hoàng đạo hợp với bổn mệnh của mình để cả năm sung túc và may mắn nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Nếu như thấy video này hay thì nhớ cho Như xin một nút like và cũng như một nút subscribe nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.